Dạ bà con ơi, hồi đêm hôm qua đó, cái tên Điền Võ tiếp tục tấn công nhà Đinh Lan. Thì hôm 9 tháng 2 thì bà con biết rồi, tên Điền Võ cùng với 10 người khác và tên Thịnh đã tấn công nhà Đinh Lan. Quay lên YouTube tất cả mọi thứ trực tiếp là Đinh Lan nợ. Đinh Lan nói lại, Đinh Lan không hề nợ tên Thịnh bất cứ một đồng nào. Tên Thịnh đã đang thiếu tiền, nó tự động nó liên kết với bên phía các YouTuber rồi liên kết với nhau để nhằm bôi nhọ làm nhục Đinh Lan thôi. Tại vì Đinh Lan đang chiến đấu mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng, vợ Dũng Lò Vôi. Cho nên ngày hôm nay Đinh Lan khẳng định lại một nửa, Đinh Lan không nợ tên Thịnh bất cứ đồng nào cả. Tiền hồi nào bây giờ tuần nào Đinh Lan cũng trả từng đó. Tất cả mọi thứ, Đinh Lan đi học ở trường Y Dược Lê Hữu Trác thứ bảy và chủ nhật. Tiền phát lương công nhân thì Đinh Lan đều không có mặt ở nhà. Đinh Lan đều chuyển khoản vô tài khoản của tên Thịnh. Nếu cần thiết thì Đinh Lan trích lục tài khoản ra, hàng tuần Đinh Lan đều trả. Không bao giờ có chuyện là có tuần trả 25 triệu, có tuần trả 26 triệu. Cho nên 4 tuần là 104 triệu nó cộng cho Đinh Lan. Nhưng mà hóa đơn Đinh Lan còn đầy đủ. Đây là một vụ, nếu như mà tranh chấp thì chỉ là tranh chấp dân sự. Thì ra tòa Đinh Lan sẽ chứng minh ở đó với tòa án. Tại sao nó không đem ra điều đó ra tòa mà nó lại chuyển qua là hình sự, để mà bây giờ tới ngày hôm nay tấn công Đinh Lan như vậy? Pháp luật ở đâu? Bộ trưởng Bộ Công an ơi, bây giờ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xin hãy làm mọi thứ. Thứ nhất, Công an phường 6 quận Gò Vấp đã bao che cho những người đó tấn công nhà tôi. Lý do tại sao cái tên Minh Võ, cái tên Điền Võ đó đã một lần rồi, đã xảy ra những cái chuyện mà đánh nhầm người như vậy rồi, tại sao không có một cái biện pháp nào để ngăn cản cậu ta không được tới tấn công nhà tôi nữa? Hồi đêm hôm qua cậu ta dẫn 3 tên giang hồ tới chỉ điểm nhà Đinh Lan, la hét ở đây lúc 10 giờ 23 phút. Cả khu phố này đều biết. Camera nhà Đinh Lan cũng ghi lại được cảnh này, thậm chí tất cả camera trên đầu đường cuối đường này đều ghi được biển số xe của tên Võ Minh Diện, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1998, nhà ở 71/4M, đường Tân Thới Nhất 01, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Anh em xã hội nào, thậm chí bây giờ hãy xin hãy giúp đỡ Đinh Lan là tới nhà của cái tên Võ Minh Diện đó. Có cái trang YouTube tên là Điền Võ, tên thật là Võ Minh Điền, sinh năm 1988. Thì anh em hãy đến nhà của Võ Minh Điền để nói chuyện phải trái với Võ Minh Điền. Tôi với người đó không hề có mâu thuẫn gì với nhau. Lý do tại sao tên Võ Minh Điền đó lại liên tục hàng ngày đe dọa giết tôi? Tôi làm gì mà giết tôi hả? Tại sao tấn công liên tục nhà tôi như vậy, nửa đêm nửa hôm? Suốt đêm tôi không ngủ là vì sao? Tôi sợ nó ném bom xăng vô nhà, ba mẹ con tôi trong nhà chết trong nhà. Cho nên tôi phải mở điện sáng trang và tôi ngồi canh cửa. Nếu mà có bom xăng vô trong nhà là kịp thời mở cửa để giải cứu các con. Ở đâu ra một đất nước xã hội chủ nghĩa mà lại phải gặp những cái cảnh như thế này hả? Công an phường 6 của Gò Vấp đâu? Lương tâm của các anh công an đâu? Tôi tội gì hả? Tôi tội là cảnh sát khu vực đoàn. 2 năm tôi kinh doanh tại đây, tôi kinh doanh phòng trọ, tôi kinh doanh cơ sở rượu mà tôi chưa biếu ở khu vực đồng nào hả? Tôi không biết biếu là gì cả, tôi không có biết những cái chuyện đó. Tôi chỉ biết buôn bán bình thường thôi. Tôi không cho em đồng nào là em có thể đối xử với tôi như vậy hay sao hả đoàn? Tại sao bây giờ tôi gọi công an không lên? Công an buộc tôi phải xuống đây để làm việc. Nhưng mà tất cả mười mấy quay chĩa vào tôi như vậy, tôi không muốn xuống trong hoàn cảnh đó. Nếu tôi nợ thằng Thịnh thì chỉ tôi với thằng Thịnh làm việc với nhau tại công an phường. Đằng này không, mười mấy quay chĩa vào tôi, biểu tôi gặp như là tôi gặp làm sao hả đoàn? Công an phường 6 quận Gò Vấp bao che cho giang hồ mà tấn công mấy mẹ con tôi trong nhà. Suốt đêm tôi không ngủ, tôi sợ nó ném bom xăng vô trong nhà, ba mẹ con chết cháy trong nhà. Camera thể hiện đầy đủ là tên Võ Minh Điền, sinh năm 1988, đã từng đánh nhầm chị gái tôi vì thấy giống tôi. Giờ nó tuyên bố là nó đâm chết tôi. Nó hôm qua nó cảnh cáo, nó la hét ở đây, hỏi công an quận đi, công an quận Gò Vấp hãy xuống đây hỏi bà con ở đây có phải hôm qua có đối tượng họ hét đòi đâm chết Đinh Thị Lan không được bước ra khỏi nhà không? Bây giờ nó muốn ngăn cản tôi đi lên đối chứng với bà Nguyễn Phương Hằng ở Bình Dương, cho nên từ nay trở đi tôi không được bước ra khỏi nhà.